này ghe này chở dữ lắm nè. Trái còn cái mê xi măng không? Cái đuổi này, luôn rồi. Này cái này như là tóc đục bớt thì vậy nè. Cái này hơi trái đuổi luôn á, còn cái nửa lường không luôn á. Cái đường với xi măng thì chết. Nãy có thấy cu ve mà ta. Sao dập được? Sao dám vô gần mà dập, bỏ luôn á. Cu ve lại gắn vào cốt. Cái này lý do là sao cháy ta? Chắc gom ngay cái bô máy. Ừ. Lò lên ngay bô máy phục cháy. À. Đúng rồi, nó nóng mà sao chịu nổi. Chắc cũng gom ngay bô máy chứ. Chạy nó nóng lên độ mà đi liền. Đường nào chạy. Đủ ghê. Xong luôn. Xong khi một chiếc ghe. Mua dưới đây đang không đủ máy, đang không đứng ngoài nắng thôi. Quay đổ hôi luôn. Nó là chiều nó rồi. Nắng rồi. Ôi, nó chịu hết nổi rồi bộ ơi. Đồ cũng rỉ mà. Nắng mà đã nó ghe nó hụt lên mà còn nắng nữa. Đấy nè, đúng rồi đây nè. Nó rồi cái vỏ của này này là thằng nhiều chuyện nha. Thấy nhiều chuyện rồi là nó quay liền á. Tình hình của qua căng thẳng anh em ơi, một chiếc ghe đang trái chỉ còn có vài tấm be thôi. Vài chút xíu nữa nó sẽ trụi luôn tại sông 79. Ê bộ nó nghe nè. Chiều lên phụ tôi xíu coi. Chiều lên nhà tôi chơi. Đám á. Ha. Chiều lên anh em mà lên làm gì lâu không chơi? Lên cho ông nội. Hứa không mà đủ mà. Trái ga rơm ở ngay cầu ấp 6. Kinh 79. Trái ga rơm. Quá dữ. Trái ga rơm Út ơi. Đây là gần quay luôn, nóng quá chịu nổi. Ga rơm trái Long Thần. Trụi hết trơn luôn rồi. Ê, có bình ga đâu chứ không chú? Không chú có bình ga. Không tắp đâu, nó cạn rồi. Nó cạn rồi, nó dướng cái đường lại rồi. Hồi nãy con có thấy cu be mà nó không dám lại cái gì vậy. Mấy thằng đó mấy ông kéo dùng lên mấy ông ơi. Kéo đũa lại lên đây hả? Cái mấy thằng đó. Ai phá thiếu rồi. Nó phá luôn rồi sao kéo. Ơ đụ mày nặng vậy hả? Rồi được rồi không sao đâu. Dễ gì mà đâu có tắp vô đâu mà kéo. Trái chiếc gì. Nó vướng cái mí rồi, vướng mí bờ kinh rồi. Không tắp nữa đâu. Nó vướng tới đó rồi, hết rồi. Đó là rồi xong rồi đó. Có đó là xong rồi đó. Khúc lá nó hết trái này, trái khúc ngoài không sao đâu. Cái mê chắc có thể là mốt vòng cái mê luôn. Cái máy không, không chịu vòng mê luôn. Cái máy là thành than luôn á. Chất rơ mà chất gần bô sao nóng sao chịu nổi. Bô mình chạy nó nóng dữ lắm vừa. Này người ta tóc bị dục bớt thì nó không trái mà trái ở chính giữa cái đường ghe mà nổi mà móc hết cái đó không xỉu rồi ghe rơ mà nó ít lắm hả má. Thiệt hại cái này còn biết cả trăm triệu á. Thiệt hại cả trăm triệu trong ít luôn. Nó đổ hôi luôn bờ kênh này. Ghe rơ mà nó ít lắm. Đứng quay trực tiếp mà đổ hôi luôn kìa. À, đổ hôi nhìn thấy tôi đẹp không? Không, người ta nhảy kênh chạy kèm không ai bị gì chứ. Ở cầu ấp 6 kênh 79. Gần nhà em nè chị ơi. Nắng quá trời. Trụi hết luôn rồi. Chồng nửa tiếng nữa. Thôi là dưới ghe không có bình ga bộ. Thôi em ghê trời. Bình ga nổ luôn. Đụng qua bình ga ông nội tao không dám đứng đây quay nữa. Có bình ga đó giờ tôi chạy mất rồi. Wow, trời nó cháy trời. Ồ, rất kinh người bộ. Cháy thì nào tàn, gũi thôi, chứ sao dập. Chuyện nào gũi thôi chứ. Không
máy ra rơm. Ô cầm điện thoại quay mà nóng luôn điện thoại luôn á bộ ơi. Nóng luôn điện thoại. Nóng chết luôn, đứng gần đứng nổi luôn. Lên với cha quá nóng à. Kia này bỏ luôn làm ăn được. Lấy được cái lượng xi măng dưới á. Lấy được cái lượng xi măng dưới. Cái máy dục xong chưa? Dục gì cái máy đó nội sao gỡ kịp gỡ nằm với ấy mười mấy âm không mấy âm mấy âm mà gỡ gì vua luôn. Có cô bé ông nội không dám lợi nhận. Cú bè giờ cứu cũng đâu được đâu, cứu đâu được trời, gì đâu. Nó trái mà sao lại cứu được cứu. Mấy ông kia chạy ngang thấy hết hồn trơn này nha. Mấy ông kia chạy ngang thấy vụ gì để xảy ra. Chắc rơm gần cái bô á, chạy cái bô nóng cháy nút lên từ từ. Rơm có đầu bảo vệ luôn. Cái bô nó sao nó chất rơm lên chạy nóng quá trời cháy luôn. Bán loại nhiêu tiền về đó, bán nhiêu tiền máy móc rồi thiệt hại mấy trăm triệu á. Chạy đang chạy đường trái rồi tấp đây luôn anh. Ừ, thấy trái là cái chữa không kịp rồi nhảy bỏ luôn chứ sao mà hơi đi dưới ghe không có bình ga. Có bình ga ông nội rồi chạy gì không bình ga đâu ai biết hên nè. Không, nó hết tóc nổi rồi, nó dướng cái bánh lái rồi. Nó cái bánh lái đó. Bánh lái nó kẹt vô sắt rồi, nó kẹt vô tịnh rồi. Có bình ga này, cái này phải có bình ga. Sao không có bình ga ta? Con nấu ăn cái gì vậy? Chạy đây tới chợ luôn. Chợ ăn gì đâu có nấu nướng. Nó cái ga này không vậy như cái ga kia mà có ấy. Này là không nấu nướng gì luôn nè. À cục tới nái rồi cái bô nóng quá ấy cực nó ngung từ từ không hay mà tới hồi nó phực lên rồi. Cái này chắc là chợ mướn nó mới đủ. Chợ mướn. Chết luôn rồi. Bèo nhất là nếu mà thiệt hại rơm nhấy là bèo nhất là từ 500 không lên. Là cái ghe này giờ làm không nhiêu tiền. Ghe này bỏ luôn đi làm gì nữa. Làm gì nữa? Ừ. Ông nãy ông kia nói lấy được cái đáy thì lấy được cái đáy đó mà. Đáy xi măng không đó. Ừ. Sợ tới xi măng không cháy nổi thì tắt. Thì đi tới mặt nước. Nó trồng nó chẳng còn cây mà nó cháy luôn rồi. Chứ. Cái này chắc bỏ luôn rồi chứ đâu có là. Nó cháy luôn á, nó cháy cây trồng luôn á, còn xi măng ngoài. Trong ngoài vụ cháy luôn tới dưới thì nước có vô á. Thì nó không đến độ. Đúng là tao bơm vô đi, tao lấy khúc chứ. Bơm hiện giờ máy bơm nước đồ bơm. Giờ cái nước chạy qua địa tôm đồ mượn máy đồ lẹ không biết sao. Đồ bơm cho nó khẩm luôn cho chút luôn. Bây giờ hồi nãy nếu trái đằng tay tóc rồi lại cầu cứu mấy ông địa tôm á mượn cái máy bơm địa tôm người ta máy bơm nước. Địa tôm á. Còn tốt có gì đâu đủ rồi lúc trái kia ta bơm ta lấy mây xi măng tại nó mây xi măng sao vậy? Vậy ta giáp lên cái khác. Địa tôm. Đây mà sao mấy ông đó kiểu không quen ai. Gần nhà tôi bộ ơi cầu bắp 6. Nãy giờ thấy lên đài cũng đi tơ cái hàng cái máy chiếu rồi đó quay được là kêu cô bé nhận chứ
Chỉ miếng này miếng ấy đi. Đây còn gỗ không? Trái vừa vậy. Trái vừa dễ dập tắt được. Trời ơi, dập ba trái được. Dập ba trái luôn. Chỉ còn lại cái bánh lái thôi. Cái này tới chiều à, đẹp.